Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Ông Biden ủng hộ tạm ngừng giao tranh ở Gaza. Tổng thống Biden ủng hộ tạm ngừng giao tranh ở Gaza để viện trợ nhân đạo và giải cứu con tin đang bị giam tại khu vực. Tôi nghĩ chúng ta cần tạm ngừng giao tranh. Tạm ngừng đồng nghĩa thêm thời gian để cứu những người bị giam giữ, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói tại sự kiện vận động ở bang Minnesota ngày 1 tháng 11. Nhà Trắng sau đó cho biết ông Biden đã nhắc đến hoạt động viện trợ nhân đạo và giải cứu con tin. Ông Biden bình luận sau khi bị một khán giả chen ngang bài phát biểu và đề nghị ông chủ Nhà Trắng kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Khán giả này được lực lượng an ninh đưa ra khỏi sự kiện. Tổng thống Biden nói ông hiểu cảm xúc của cả người Palestine và Israel trong cuộc xung đột, tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Theo Tổng thống Biden, ông không chỉ đã thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh ngừng bắn để sơ tán dân thường, mà còn đề nghị Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho phép dân thường sang nước này. Giao tranh ở Gaza bùng phát từ ngày 7 tháng 10 sau khi Hamas bất ngờ tấn công miền nam Israel, gây thương vong lớn và bắt con tin. Buộc Israel mở chiến dịch đáp trả. Israel ngày 31 tháng 10 ước tính Hamas đang giữ khoảng 240 con tin. Nhà Trắng trước đó tuyên bố không ủng hộ ngừng bắn hoàn toàn ở dãy Gaza, cho rằng phương án này sẽ chỉ có lợi cho Hamas. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói nước này đề xuất tiến hành những đợt tạm ngừng giao tranh đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào dãy Gaza. Israel đến nay chưa thể hiện ý định ngừng bắn, liên tục khẳng định mục tiêu ưu tiên là loại bỏ Hamas và Tel Aviv sẵn sàng bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào dãy Gaza. Israel bắt đầu đẩy mạnh các đợt tấn công cục bộ vào khu vực từ tuần trước, tập trung nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hamas. Mỹ là đồng minh thân thiết của Israel. Chính quyền Tổng thống Biden khẳng định Israel tự mình quyết định hoạt động quân sự và Washington nhiều lần kêu gọi Tel Aviv bảo vệ thường dân trong khu vực. Tổng thống Biden từng trước nói rằng mọi cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza chỉ có thể tiến hành nếu Hamas trả tự do tất cả các con tin mà họ bắt. Giao tranh giữa Hamas và Israel đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng và hơn 170.000 người bị thương tính đến ngày 1 tháng 11. Tin kế tiếp, Ukraine đi trên dây khi ủng hộ Israel trong xung đột Gaza. Sự ủng hộ mạnh mẽ của Ukraine với Israel trong xung đột ở Gaza có nguy cơ khiến Kiev đánh mất thiện cảm với các nước Ả Rập từng hỗ trợ họ. Theo những tin tức đầu tiên về cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng người Ukraine thật sự thấu hiểu những gì đang xảy ra với người dân Israel, đồng thời khẳng định Tel Aviv có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công của Hamas. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng mạnh mẽ lên án những cuộc tấn công chống lại Israel, trong đó có các cuộc tập kích rocket vào dân thường ở Jerusalem và Tel Aviv. Chúng tôi bày tỏ ủng hộ đối với quyền tự vệ và bảo vệ người dân của Israel, ông Kuleba nói. Văn phòng Tổng thống Ukraine thậm chí gửi yêu cầu tới Israel, cho biết ông Zelensky mong muốn đến thăm Tel Aviv giữa thời chiến để bày tỏ tình đoàn kết. Tuy nhiên, Israel cho rằng đây chưa phải lúc thích hợp cho chuyến thăm như vậy. 10 ngày sau, ông Zelensky kêu gọi các bên bảo vệ dân thường và giảm leo thang khi Israel tăng cường các cuộc không kích trả đũa Hamas ở dãy Gaza. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine không chỉ trích các cuộc tấn công của Israel, dù hàng nghìn dân thường Palestine và ít nhất 21 công dân Ukraine ở Gaza đã thiệt mạng trong các đợt không kích. Sự ủng hộ mạnh mẽ và nhanh chóng của Tổng thống Zelensky đối với Israel đã giúp Ukraine trở thành tâm điểm chú ý quốc tế và củng cố vị thế của nước này trong dư luận phương Tây. Lập trường quyết liệt của ông Zelensky được thể hiện công khai trong bối cảnh Nga đang có quan hệ ngày càng thân thiết với Iran, quốc gia hậu thuẫn chính của Hamas, đồng thời là kình địch của Israel ở Trung Đông. Tehran cũng được cho là bên cung cấp máy bay không người lái và một số vũ khí cho Moscow trong xung đột ở Ukraine. Trong khi chiến dịch tấn công của Israel bước sang tuần thứ tư và thương vong ở Gaza ngày càng tăng, xung đột đang đặt ra bài toán ngoại giao khó khăn đối với Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch ở nước này vào cuối tháng 2 năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Qatar, những quốc gia Ả Rập đã cung cấp một số nguồn hỗ trợ quan trọng cho Ukraine
để thiện lập trường cứng rắn với Israel trong xung đột ở Gaza. Họ chỉ trích Israel không kích vào các khu dân cư và mục tiêu dân sự, khiến nhiều người dân thường thiệt mạng. Khối Ả Rập cũng cáo buộc phương Tây tiêu chuẩn kép trong xung đột ở Gaza khi họ lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gây thương vong lớn với dân thường ở Ukraine, nhưng lại không chỉ trích hành động tương tự của Israel. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, hai nước đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đàm phán giữa Nga và Ukraine về những vấn đề như trao đổi tù binh và xuất khẩu ngũ cốc, đã ra tuyên bố chung cáo buộc phương Tây đạo đức giả. Động thái công Sri Lanka có thể nhằm thu hút sự chú ý của dư luận thế giới trở lại với Ukraine, Slim nhận định. Nhưng xung đột Israel-Hamas hiện chiếm quá nhiều quan tâm, đến mức tôi không nghĩ có ai ở Trung Đông thực sự nghĩ về Kiev lúc này. Bản tin tiếp theo, Nga tuyên bố chỉ cần 20 ngày để xóa sổ phi đội F-16 Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho rằng phòng không Nga chỉ cần 20 ngày để hạ toàn bộ tiêm kích F-16 mà phương Tây cam kết chuyển giao cho Ukraine. Các đơn vị phòng không trong tháng qua đánh chặn hơn 1.400 vũ khí và phương tiện tấn công đường không của lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó có 37 máy bay và 6 tên lửa chiến thuật ASTAM do Mỹ sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong cuộc họp ngày 1 tháng 11. Theo ông Shoigu, 37 chiến đấu cơ Ukraine bị hạ gần gấp đôi lượng tiêm kích được cam kết chuyển giao cho Ukraine. Với tỷ lệ tác chiến hiện tại, các đơn vị phòng không Nga sẽ vô hiệu hóa toàn bộ số tiêm kích phương Tây này trong 20 ngày, Bộ trưởng Shoigu tuyên bố. Ông Shoigu đưa ra nhận định trong bối cảnh một số quốc gia bắt đầu huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine sau nhiều tháng nước này kêu gọi viện trợ loại tiêm kích hiện đại do Mỹ sản xuất. Đan Mạch đã cam kết chuyển cho Ukraine 19 tiêm kích F-16, lô đầu gồm 6 chiếc sẽ được bàn giao trong năm nay, 8 chiếc tiếp theo vào năm 2024 và 5 chiếc vào năm 2025. Nhiều nước cũng hứa hẹn sẽ viện trợ F-16 cho Ukraine nhưng chưa nêu lịch trình chuyển giao. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng tiêm kích F-16 sẽ tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, hỗ trợ họ trong chiến dịch phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ nhận định F-16 sẽ ít hữu ích cho Ukraine trong chiến dịch phản công hiện đại và không thay đổi cục diện chiến sự do thách thức từ các tổ hợp phòng không mà Nga đã triển khai. Trong cuộc họp ngày 1 tháng 11, Bộ trưởng Shoigu nhận định Ukraine đang thua cuộc bất chấp NATO cung cấp các loại vũ khí mới. Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục các đợt tiến công bất thành nhằm vào vị trí của Nga trên hướng Zaporizhia, Donetsk và Kherson, ông nói. Ukraine mở chiến dịch phản công quy mô lớn từ đầu tháng 6, nhiều lần tuyên bố đạt thành công một phần và tái kiểm soát một số khu dân cư. Tuy nhiên, giới chức Ukraine thừa nhận chiến dịch không diễn ra theo đúng kế hoạch. Bản tin thứ tư, Hamas nói 195 dân thường chết trong vụ Israel tập kích trại tị nạn. Hamas nói ít nhất 195 người Palestine chết trong cuộc tập kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia. Liên Hợp Quốc cho rằng đây có thể là tội ác chiến tranh. Văn phòng truyền thông của Hamas ngày 1 tháng 11 cho biết khoảng 120 người vẫn mất tích dưới đống đổ nát và ít nhất 777 người bị thương sau các đòn không kích của Israel vào Jabalia, khu trị nạn lớn nhất ở Gaza. Hamas trước đó cũng thông báo 7 con tin, trong đó có 3 người mang hộ chiếu nước ngoài, thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận đã tiến hành các cuộc tập kích và đánh sập đường hầm của tiểu đoàn trung tâm Jabalia thuộc Hamas trong 2 ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11, khiến nhiều tay súng thiệt mạng, trong đó có 2 chỉ huy. Israel cho rằng tiểu đoàn này xây dựng các sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng bên dưới, xung quanh và bên trong các tòa nhà dân sự ở Jabalia, cố tình gây nguy hiểm cho dân thường Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel từ chối tiết lộ về loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tập kích tại Jabalia, nhưng các chuyên gia cho rằng dựa vào hố bom tại hiện trường, nhiều khả năng bom dẫn đường Zidam đã được ném xuống đây. Jacob Mick, cựu thanh sát viên vũ khí của Liên Hiệp Quốc cho biết các hố bom tại trại Jabalia cho thấy khu vực này đã trúng bom Zidam ZBU-31 hoặc bom phá hầm ngầm ZBU-56 đều có trọng lượng khoảng 900 kg. Trại tị nạn Jabalia được thành lập ở phía bắc dải Gaza từ năm 1948 để tiếp nhận những người Palestine phải rời bỏ nhà cửa sau khi Israel lập quốc. Đây là một trong những nơi đông đúc nhất ở Gaza với hơn 110.000 người sinh sống trên diện tích khoảng 1,4 km2 theo Liên Hiệp Quốc.
Người dân tại khu vực này hôm 1 tháng 11 tiếp tục đào bới đống đổ nát sau các đợt không kích để tìm kiếm những nạn nhân mắc kẹt. Đó là vụ thảm sát, một nhân chứng nói. Các quan chức nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc mô tả vụ tấn công vào trại tị nạn có thể là tội ác chiến tranh. Với số lượng dân thường thương vong cao và quy mô tàn xóa sau các cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia, chúng tôi thực sự lo ngại rằng những cuộc tấn công không cân xứng thế này có thể cấu thành tội ác chiến tranh, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đăng trên mạng xã hội X ngày 1 tháng 11. Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới kêu gọi các bên ngừng bắn vì mục đích nhân đạo, điều kiện sống của dân thường ở dãy Gaza ngày càng trở nên tuyệt vọng với các cuộc tấn công phong tỏa ở Israel. Thực phẩm, nhiên liệu, nước uống và thuốc men của hơn 2 triệu dân ở đây đều đã cạn kiệt. Tiến sĩ Fathi Abu al-Hassan, người mang hộ chiếu Mỹ đang chờ nhập cảnh vào Ai Cập qua cửa khẩu Rafah hôm 1 tháng 11, mô tả tình trạng như địa ngục ở Gaza khi người dân không có nước, thức ăn hoặc nơi trú ẩn. Mở mắt ra chúng tôi đã thấy người chết, nhắm mắt lại trong tâm trí chúng tôi chỉ toàn hình ảnh người chết, ông cho hay. Cơ quan y tế ở Gaza cho biết ít nhất 8.796 người Palestine, trong đó có 3.648 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị, hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5, bản tin hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay luôn nha. Israel tuyên bố xuyên thủng phòng tuyến Hamas ở dải Gaza. Quân đội Israel thông báo lực lượng nước này đã xuyên qua phòng tuyến ở Hamas tại dải Gaza và chiến dịch trên bộ diễn ra đúng kế hoạch. Kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng, tin tình báo chính xác và những đợt tập kích hiệp đồng từ nhiều hướng đã giúp lực lượng Israel xuyên thủng phòng tuyến của Hamas ở phía bắc dải Gaza. Chiến dịch phản công trên bộ đang diễn ra đúng tiến độ, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho biết hôm 1 tháng 11. Đây là lần đầu tiên quân đội Israel IDF tuyên bố xuyên thủng phòng tuyến thứ nhất của Hamas kể từ khi đưa bộ binh tiến vào dải Gaza tuần trước. Chập thủng tuyến phòng thủ này sẽ giúp các binh sĩ Israel áp sát Gaza City, thành phố lớn nhất ở dải Gaza. Tướng Isaac Cohen, chỉ huy sư đoàn 162 của IDF sau đó xác nhận lực lượng dưới quyền đã tới cửa ngõ Gaza City. Trong 5 ngày qua, chúng tôi phá hủy nhiều năng lực ở Hamas, tập kích các cơ sở chiến lược, kho vũ khí, đường hầm và nhiều hạ tầng khác, tướng Cohen nói. Tuy nhiên, ông cảnh báo giao tranh sẽ kéo dài và IDF vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Quân đội Israel ngày 31 tháng 10 thông báo đã hạ vô số thành viên Hamas và tập kích khoảng 300 mục tiêu sau khi đụng độ với những nhóm tay súng Hamas trang bị súng máy và tên lửa chống tăng. 9 binh sĩ Israel thiệt mạng và 6 người bị thương ở bắc dải Gaza sau khi một xe thiết giáp trúng tên lửa một xe tăng chủ lực Merkava Mark 4M cán phải mìn. Israel đẩy mạnh các đợt tiến công bằng bộ binh vào dải Gaza từ hôm 27 tháng 10, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng, trong đó có mạng lưới đường hầm của Hamas. Các chuyên gia phương Tây nhận định, quân đội Israel đang triển khai các mũi tiến công ở hướng bắc và nam thành phố Gaza, dường như nhằm cô lập đô thị này khỏi phần còn lại của dải đất và tăng cường áp lực vây hãm các thành viên Hamas. Abu Obeida, phát ngôn viên lữ đoàn Al-Wassam, cánh vũ trang của Hamas, ngày 4 tháng 10 cảnh báo dải Gaza sẽ trở thành nghĩa địa của quân đội Israel. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà ủng hộ mà trong thời gian vừa qua. Và sớm một trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều nữa thu hộ thu khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.